Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi, ăn cướp luôn. Má thiệt chứ. Cướp rồi. Rồi, được. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù má đâu ra sau lưng vậy, đâu ra sau lưng vậy. Má mày, con chó này. Uầy, 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 uầy. Hơi ẩu nha, hơi ẩu nha. Hello, what's up anh em? Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay anh em sẽ tiếp tục chơi tựa game Elden Ring. Ok, thì ở tập này anh em sẽ... Ở tập trước thì mình đã giết được cái con Bradus gì đó, Brahan gì đấy, Bradai gì đấy. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ đi lên cái núi tuyết. Núi tuyết này thì mình mới có thể mở được cái đốt. Lên núi tuyết này lấy được cái ngọn lửa để đốt cháy cái rễ cây thì mới vô được cái cây hoàng kim này. Ok, let's go. Từ từ. Tìm ban công đại lộ hả? Hay là ở đây? Nhà thờ phía kinh thành, ban công đại lộ. Không biết nữa, tại vì tôi sợ trên mạng ấy, nó chỉ là mình phải bắt đầu phải từ từ cái chỗ ban công đại lộ này xong mình đi lên. Ok, let's go anh em. Phải này không? Phải này không trời? Rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ok, let's go. Chỗ này là cái chỗ mà mình giết cái con rễ cây gì đây này. Hình như nó không spawn qua hay sao ấy. Nó không có spawn lại anh em à. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Má giờ mà spawn lại đánh mệt ỉa luôn á chứ. Ok. Má nhưng mà tôi cần bộ giáp mới anh em ơi. Bộ giáp này nó ngu quá à. Má nhìn nó ngu thật sự ấy. Giờ thật sự tôi rất là cần, rất cần, rất cần, rất cần một cái giáp mới chứ giáp này ngu quá rồi. Chơi không được rồi. Lộn anh ơi. Ủa đi đúng đường không trời? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok thì anh em mình sẽ đi tới đây để mở cánh cửa này ra. Và sau đó sẽ đi vào cái gì nghe bảo là có nhiều tuyết lắm hay sao ấy. Hình như chuẩn của mẹ nó rồi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ủa? Không phải tuyết hả? Cái này bụi thôi. Cái này bụi thôi anh em à. Từ từ từ. Đó. Easy. Má chơi này đỉnh vãi. Thề chơi này đúng đỉnh luôn ấy. Gì anh trai? Nhảy. Má con chó này. Tụi này thì cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Mẹ chém phát chết mẹ rồi. Nhưng mà ý là nó cũng mất mình, khiến mình thổ máu nha. Thề tiện cái mất máu cục xúc bực mình thiệt chứ. Khó chịu quá nhìn tình. Tiện nhìn cục máu bị thọt xuống nhìn khó chịu bỏ mẹ ra. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Ồ, máy này cái lâu đài luôn hả? Ê, ê, nhìn não chó đi chứ. Từ từ, từ từ, từ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Né, 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 né. Né, 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 né. Né. Đúng rồi, né, 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 né. Từ từ, từ. Chạy đã, chạy đã, chạy đã, chạy đã, chạy đã. Từ từ anh em ơi. Má con chó này. Mình chưa bơm máu đủ, mình chưa bơm máu đủ. Rồi, chết mẹ mày rồi con chó này. Easy. Má. Má công nhận sức mạnh của. Từ từ con chó này khó chơi quá à. Quan trọng con chó này. Giờ sao ta? Ok.
喂喂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 喂
Easy. Xong con này thì vui rồi, được rồi, xong con này ok rồi. Tóc ké rồi, ăn thịt thiên nga hém trai. Cung ngăn tạp chủng. Má nó ý nó nói mình tạp chủng hả? Má tổn thương sâu sắc luôn nha. Hơi bị tổn thương nha. Tiếp. Ok, bơm mình máu. Máu từ từ, máu cần thiết cho nên. Chết mẹ rồi, cái con cặc vậy. Nhầm. Bơm hết luôn đi. Chừng nào kiếm được cân điển rồi anh em mình tới tiếp. Đây, phải cân điển không? Và là mình cứ tưởng đây là cân điển. Clear chưa? Ok, clear rồi đúng không? Trời má đi chứ. Chết mẹ. Cứ con què vậy. Ủa ngứa cái đâu vậy? Từ, thằng này đang công nguyện nó không biết gì đâu. Xin nhẹ nha. Nhảy, đúng rồi. Nhảy. Ủa sao không nhảy được? Easy. Tụi này là tụi nào ta? Bọn này như quái thường thôi à, chứ không có gì đâu. Chắc không có vị gì đâu nha. Má nhưng mà cũng thầm mình thốn máu khó chịu vãi. Mới cả đống máu luôn. Giờ sao ta giờ đi tiếp để tìm cái ân điển hả? Ăn điện thì không biết tìm được không, chứ hiện tại là máu gần hết rồi nè. Sợ đang đi xong chết thì cười ỉa. Đang đi xong chết thì đủ mất cười ỉa ra quần luôn. Ok. Hình như mình đằng này cũng có thêm vài đứa vậy đây này. Từ từ anh em. Má đông vãi. Sao giết có con quần què chứ đã. Easy. Từ tiếp. Ok. Từ bình tĩnh. Và chút xíu máu thôi. Easy. Đó. Hai mạng. Còn bên này nữa. Nhưng mà tụi này có làm gì mình đâu. Chẳng qua mình thấy nó khó chịu thôi. Đó. Tiếp. Easy. Còn anh trai bên này. Thôi thì em tiễn anh về Tây Thiên luôn. Hay quá. Add game liền. Ê, nhưng mà tìm cái ân điển đi trời ơi. Hình như đằng kia mình có thấy cái ân điển nào đâu đúng không? Mọi người biết có cái ân điển nào đằng kia đâu. Má. Thang máy không? Ủa, không phải thang máy hả? À, cần thang máy. Kéo thì thang máy mới xuống được. Đâu? À, cái này là cái thang máy luôn. Mình tưởng nó kiểu cái cơ chế là kiểu đi tới xong rồi nó ấn nút ở giữa này xong rồi leo lên giống như mấy thang máy bình thường khác. À, thang máy khác. Ok, không sao. Thang máy gì thì anh cũng lia nhẹ nhàng thôi. Dù là thang máy hay gì thì anh cũng lia nhẹ nhàng tình cảm thôi. Cái này là cái gì ta? Bình đựng nước thánh linh từ chưa biết công dụng nhưng mà còn máu, còn bình máu nhưng mà sắp hết mana rồi. Máu thì còn nhưng mà sắp hết mana rồi anh em à.
Quầy quầy quầy, có lính cành, có lính cành, có lính cành. Trời má. Gì vậy trời? Đó 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 đó. Mình phải tiết kiệm mana anh em à. Nên đâu nên giờ tôi đâu có dám chơi tầm bậy tầm bạ nữa. Cốc ké. Cốc ké. Đòi thịt thiên nga. Ok, nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng tình cảm. Ok, nhưng mà mình cần cân điển đụng má con què vậy. Ở đây cũng có ân điển hả? Chết mẹ rồi. Không có ân điển là không dám chơi đâu. Thề. Chơi luôn. Sẽ đéo dài. Khoan đủ mất, khoan từ từ đi, 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 từ từ đi. Từ từ đi, từ từ đi em ơi. Từ từ đi em ơi. Má từ từ để kiếm cân điển đã. Kiếm cân điển này rồi quay lại giết nó sau. Chứ bây giờ không có máu, không có mana sao chơi. Đúng không? Ồ may thế nhờ, nó không có giết nữa hả? Ủa cái đó cân điển đúng không? Cái gì kìa, cái gì chớp chớp kìa. Phải ăn điển không ta? Hình như đồ thôi, không phải ăn điển thôi, tại ăn điển nó sẽ chớp chớp bự hơn. Mấy cái tim tuyến nó bay vòng vòng xung quanh ấy. Cái này thì nhỏ quá, không sao không sao. Cái này thì không tính. Nhưng mà cái tôi cần là cái ân điển cơ. Không có cân điển đâu đây không? Đéo có luôn cái lùng mía. Gì trời? Ủa? Nhiều đường lắm nha. Chết mẹ rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Mong lên thang máy có cân điện luôn. Ủa? Này xuống dưới hả? Má đi nãy giờ không có cân điện hơi vô lý. Tôi nghĩ lần này sẽ có cân điện cho anh em mình. Chắc chắn luôn. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Khúc này mà không có ân điển là hơi ngu nha. Má, ảo đá được chứ, không có ân điển thiệt anh em à. Đây rồi. Cuối cùng thì tôi cũng kiếm được cái ân điển. Đó. Nãy giờ tôi demo thôi. Nãy giờ tôi demo thôi. Em trai lại đây, lại đây, lại đây. Em lại đây với anh nào, lại đây, lại đây. Tôi sẽ cho em biết thế nào là một chiến binh samurai. Gì ba lộn rồi bên này. Gì vậy, tay đây lộn rồi. Đó. Vô kiếm. Để anh cho em biết thế nào là đầu rồng nhá. Em đã bú chưa? Easy. Tiếp nè, đầu rồng xuất chiêu. Cũng thường thôi. Easy. cũng trường tôi. Em đừng bất ngờ nhé em trai. Nhẹ nhàng tình cảm cho anh em thong thả. Đó là tiêu chí của tôi khi mà đánh với anh em này. À không cho dùng ngựa hả? Đúng là không cho dùng ngựa, không cho dùng ngựa. Được rồi. Giờ anh em qua bên kia luôn. Qua bên kia clear bên cái tòa lâu đài này nọ luôn. Không biết cái này có phải là... Không biết đường, tôi cũng chả biết đường nào đường chính cả. Chắc đây là đường chính à. Không biết nữa, cứ đi đại đi biết sao. Hồi nãy tôi coi thì chỉ thấy là nó kêu tôi là quay lại cái tòa lâu đài này. Tôi coi trên hướng dẫn á, hướng dẫn trên mạng ấy. Quay lại tòa lâu đài này xong rồi đi vô mở cánh cửa này ra thôi à. Chứ cũng chưa biết là sẽ đi về đâu nữa. Ok, bây giờ anh em đi này ha. À, cốc ké thôi, cốc ké thôi. Cốc ké thì không cần phải vuốt trụ, vuốt kiếm. Nó đụng mấy cái gì vậy? Đi khoan khoan đụng á. Vuốt 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 lại, vuốt lại. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì đấy? Đụng mấy cái quân que vậy?
Ủa sao tôi thua vậy? Nó chơi đụ không á? Khoan, từ từ. May quá, từ bơm máu đã. Thôi con này dễ chơi anh em à. Cũng còn nè, mấy khúc này mình được. Chết mẹ. Từ từ rút kiếm nữa, hai con lận. Má hai con luôn ơi. Má hai con luôn, chơi sao lại trời. Được rồi. Chạy đi. Trời ơi, ăn cướp luôn. Má thiệt chứ. Cướp rồi. Rồi, được. Bình tĩnh. Dù má đâu ra sau lưng vậy? Chơi dơ quá à. Không sao anh em à, bình tĩnh. Chạy đi. Ok, tôi đéo biết tôi mới hùng cái gì đấy. Má nè. Nhảy. Không, con này đánh bình thường thôi. Má nó. Từ từ. Mày phải. Má kiếm đâu rồi? Từ từ anh em ơi. Rối quá, tôi đang rối. Ngay! Đúng rồi, bình tĩnh. Rồi, bơm máu đã. Nhảy! Trời ơi, đủ mẹ mày. Cứt rồi, kiếm đâu? Má xui vậy. Má nó. Shit bro. Giờ sao ta? Rồi xong luôn. Má thiệt. Trời ơi, tí này giết được nó rồi. Tính ra trận hồi nãy mình có lỗi gì đâu đúng không? Mình không có lỗi gì luôn. Còn mẹ nó. Ui. Má sắp chết rồi. Ui, sắp chết rồi con chó à. Từ từ, tôi cần vuốt đã. Bạn ơi, chết mẹ rồi. Chạy đi gì đi, đủ mất, không để chết được. Sắp thắng rồi. Bạn ơi, con mẹ nó.
Easy! Guys. Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Má, hết mẹ bình máu luôn. Chơi hết mẹ bình máu rồi mới giết được nó đấy. Má, căng thế nha. Ồ, bổ ngoại vi kinh thành. Bổ ngoại vi kinh thành là cái gì? Ủa là sao? Là hồi nãy mình bên này đúng không? Là hồi nãy mình bên này xong đi ra đây đúng không? Đúng ta? Là sao? Tôi vẫn chưa hình dung được là cái thang máy hồi nãy mà lúc mình đi vô lại chỗ khúc nào ấy. Tôi vẫn chưa hình dung được khúc này. Chọn thời điểm, chọn buổi sáng. Hết mưa đã, tôi ghét trời mưa lắm, thề, mới thề lại mình làm ghét trời mưa vãi. Được chưa, hết mưa nữa hả? Qua ngày tiếp theo. Đó. Mưa gì mấy ngày mấy đêm chứ vậy? Thôi chịu rồi, thua rồi. Ủa vậy là hình như khúc này khúc bên kia. Ở mở được này. À tháp khác nữa. Ok, vậy tức là cái thang máy ở phía sau lưng mình đó. Này cái khác nữa. Ok. Wait. Khoan. Tôi có thể đánh mùi được chuẩn bị combat. Có vẻ hơi hiền nha. Cái gì đen đen vậy? Phía sau lưng này có gì không? Ok, không có gì hết. À không có, không combat đây, không phải combat mà là thang máy bình thường thôi. Sao không sao, thang máy bình thường thôi. Ok, hiểu vấn đề. Là đi lên đây có combat đánh lộn gì nữa này. Chắc chắn luôn. Tôi thề đúng kinh nghiệm của tôi chắc chắn đánh lộn nữa rồi. Không thể nào mà không đánh lộn được. Ồ, ê. Cái gì mà sai vậy? Ơ. Cái kiếm mình này. Ồ, má sai vậy? Ở đây là đâu? Ờ. Má sai nha, sai nha. Từ từ, tôi đang hơi lú này mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Thề không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Tháp này có vẻ bự. Đụng má. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Từ từ. Bình tĩnh. Chuẩn bị đánh cái ngón tay hả? Đó, lấy cân điện nữa. Ủa, không, ta ghét không được. Hình như không phải. Này cái ngón tay hả? Đụng mấy ngón tay ít có bự lắm trời. Hai ngón. Có ân điển trên này thì khả năng cao là chuẩn bị combat gì rồi. Phục hồi sức mạnh của mảnh run lớn là sao? Mảnh run lớn của Magot. Từ hơi lú anh em, đừng có tôi đéo hiểu gì hết. Magot là cái gì? Mảnh run lớn là cái gì? Túi đồ đúng không? Thôi lười quá. Thôi, rồi, quay lại chỗ đối tuyết đi. Nói chung là anh em mình clear được khúc này là vui rồi. Quay lại khúc tuyết đi. Đó, quay lại khúc tuyết là đường chính này. Tại nó có hướng chỉ thẳng lên cái màu đỏ trên núi tuyết này nọ này. Cấm địa. Ok, let's go. Ủa khoan, từ đi đâu đây? Giờ đi đâu đây? Đi hướng nào đây? Trời ơi, dị ba, bấm lộn. Khoan, đi đúng đường không? Quan trọng mình đi đúng đường không ấy chứ. Ồ, cái đéo gì vậy? Thôi nha, cái này như cái map mới luôn rồi sao ấy anh em. Cái này như là một cái map mới luôn rồi. Tụi này chơi hệ phép hả? Thôi như tụi này chơi hệ phép. Đúng rồi, mấy em cho nội chơi hệ phép. Quay, khúc này hơi căng nha. Quay. Đừng má tí thì ăn cứt. Mấy em nội là quỷ hả? Thôi chê con, chê. Mấy đường nào luôn.
Nói chung mà chắc mình chỉ cần đi thẳng hoài vậy thôi đúng không? Đây có cân điện này. À không mà không, không phải cân điện. Ok. Có cái này là ok rồi. Có cái này thì chút nữa anh em mình nâng lên cái bình chứa. Nhiều mà, nhiều cách chơi lắm. Ồ. Lý nãy giờ dẫn vô đây hả? Có đủ mẹ cái lối quần què dữ phèn. Cái đủ mấy cái gì vậy? Nhảy. Má đánh kìa. Má mày, con chó này. Uầy 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 uầy. Hơi ẩu nha, hơi ẩu nha. Má thiệt chứ. Má mình không xúc huyết được nó luôn hả? Uầy uầy. Ghê quá à. Sợ ma quá à. Ôi. Sợ ma vãi. Má vãi cứt thiệt. Má đánh kìa. Ui. Chạy 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 chạy. Thôi 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 thôi. Má. Trời ơi. Thôi mà, thôi mà, tha em đi anh ơi. Em mới vô chơi game biết mẹ gì đâu. Mày lại đây. Mày, mày hả mày, mày hả mày. Má không xuất huyết được thằng này luôn hả? Vậy mà tôi tưởng xuất huyết được hết chứ. Hình như thằng này không xuất huyết được anh em ơi. Đủ thiệt. Đủ 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 đủ. Chán đời ghê á. Con này trâu quá. Sorry anh em nhé, nhưng mà đủ tôi chết quá nhiều lần rồi, tôi chết tổng cộng 5-6 lần rồi. Tốn thời gian quá cho nên là con này thì tôi xin phép hit tiếp. Tôi tưởng nó dễ như cái hai con hắc tinh hồi nãy. Má hai con nội, ông nội thì khó chơi quá à. Khó chơi thiệt luôn á. Tôi phải chết thế tí, anh em thông cảm nha. Đồ mới dưới con chó này biết chỗ nào biết sao. Má thiệt, chó đẻ thiệt. Mày ra đây, mày ra đây. Thấy chưa. Má tôi chết mà đánh nó còn ỉa ra quần đánh không được luôn ấy. Phun lửa cho nó em ơi. Phun lửa tiếp cho nó em ơi. Đúng rồi. Chơi phép với mày luôn. Hình như con này sợ phép hay sao á. Đúng rồi. Má nó sợ phép hay sao anh em à. Má phép bắn đã luôn. Ủa tại sao tôi không dùng được phép nữa vậy. À lộn. Má con này sợ phép. Con này sợ phép. Chơi con này phải xài phép. Đủ má. Hèn gì đánh không được. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thì ra anh trai sợ phép. Trời ơi, vậy mà tôi cũng đâu có cần phải chết đâu. Thế tưởng mạnh lắm, ai về là do mình không có phép, đánh không được, đi chết nhiều. Và là thì ok, biết rồi, biết vấn đề rồi nha, biết điểm yếu rồi nha anh trai. Sau này gặp lại mấy con khùng khùng điên đi như mày, tao sẽ rút kinh nghiệm. Easy. Kẻ thù bại trận. Nhẹ nhàng tình cảm cho anh em thông thả. Hát đao hai đầu của quỷ đá. Rìu đen của quỷ đá. Ok. Ok 10 điểm. Để tắt chết đã. Đâu. Nghe bảo xịn lắm nha.
tích quỷ đá không? Cái gì rìu đen hay rìu đen nè, rìu đen quỷ đá, rìu đen lớn quỷ đá, rồi cái này khổng lồ hơn, này thì khổng lồ hơn. Còn cây dao hai đầu gì đâu, đây hả? Hơi phò nha, cũng có bự hơn cây thường đâu, mà là tướng bự lắm. Quan trọng là anh em biết vấn đề gì không? Quan trọng là anh em mình hết mẹ nó đồ rồi. Ủa quên, ủa tôi chết mà. Quên nãy tôi chết mà. Hồi nãy chết mày làm đếm gì có đồ mà mất. Quên quên đủ á. Ảo đá quá, ảo đá quá. Đó, nhìn xịn xò lên, nhưng mà tôi biết kiểu gì cũng không bằng cái kiếm của tôi đâu. Có ấn điển, có ấn điển chim cút đã. Rồi, 10 điểm. Để lấy bình chứa nè. Thêm bình chứa. Ok. Ủa là sao? Rồi. 8 bình máu ok rồi. Đừng có ham hố anh em à. Làm người bớt ham hố tí. Ok, let's go. Má tôi cảm giác chuẩn bị đánh boss à. Má tôi ngửi được mùi đánh boss nha. Thề. Tôi cảm giác là sắp sắp đánh boss là sao ấy. Thang lớn rô, ủa cái thang này giống như thang đề kết vậy. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ý là nãy giờ mình chỉ chưa lên đỉnh núi tuyết, nãy giờ mình ở trên núi tuyết thôi. Đó, giống như hai mảnh đề kết vậy, còn này là hai cái mảnh gì tôi quên mẹ tên rồi. Hai mảnh này để mở được cái cổng lên trên kia. Xịn xò lên. Chắc cũng là thang máy chứ gì. Đấy, tay cầm run luôn. Let's go. À, lần này chắc chuẩn bị đấm lộn nữa rồi. Tôi có thể cảm nhận được sắp sắp đánh lộn nữa rồi. Nhưng mà tôi cần kiếm bộ giáp mới, bộ giáp này ngu quá. Không biết đây có hai con bự bự canh không ta? Giờ mày đây lên làm mẹ gì? À, giờ mày đây lên để xuống hả? Cái này bên này lên, bên này để xuống. Ồ, đụng cái này như trên mây luôn. Thề. Ồ, mình đứng trên này mình thấy được ở phía dưới không ta? Chuẩn luôn. Pháo đài hoàng kim gì đây này. Chuẩn rồi. Ý là lên đây rồi chiếm được ngọn lửa. Ơ, mới lấy được quần què vậy này. Ơi, giờ sao vô? Chết mẹ rồi, ăn, ăn cứt rồi. Anh ơi. Đó. Cái gì không vào được thì nhờ bé ngựa nha. Anh không làm được gì thì anh nhờ bé ngựa nha. Ok anh em, let's go baby. Đỉnh núi người khổng lồ rồi. Tôi biết chuẩn bị đánh đấm với nhau với ai rồi. Ủa? Ủa, con nai này nó là cái gì vậy? Con nai này linh hồn hả? À? Gì đây? À, map. Ok, ý là đi thẳng lên luôn ấy. Vậy chỉ có đi thẳng lên luôn thôi hả? Ok đi thôi, biết sao giờ? Biết đường nào ở đâu đi? Có ân điển là có tôi. Nói chung lấy mấy cân điển này cũng lợi lắm đó nha anh em. Vậy đâu đây? Mấy cái này toàn cây linh hồn, động vật linh hồn không hả? Có đủ má gì fan.
Dĩ fan mới gặp nhau mà gặp nhau cầm bát rồi. Trời má. Rồi rồi con chó này không 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 chơi bình thường rồi. Con chó này không chơi bình thường rồi. Chạy đi. Con này. Ôi cái gì vậy? Má thiệt chứ. Má cứt rồi. Cứt rồi. Ngãi. Trời ơi. Con này phải dùng phép thôi nhỉ. Con này phải dùng phép thôi anh em à. Con này không dùng phép không chơi lại. Chứ tôi đánh nó có thốn đéo đâu. Easy. Tạm biệt nha. Tạm biệt nha tình yêu. Ok. À, chú thấy anh đánh ghê không? Đánh ghê không? Phải thế chứ, tôi mà tôi đánh thì phải ghê thôi. Bà đánh chê tôi à? Mà đủ má, thốn quá anh em ơi. Lâu gặp mấy con khùng khùng điên điên này đánh chết mẹ luôn. Đánh mệt ỉa đó quần. Rồi. Đổi đồ chơi đã. Đó. Má đánh mệt thiệt luôn ấy. Còn nó con gì ta? Ủa mà mình thấy ra cái mặt nạ đẹp vãi mà lại đúng ngầu luôn mà tôi coi trên mạng cái mặt nạ nó cũng phổ biến lắm á nha. Thịt khô à? Ủa đây đâu vậy? Ủa mình đi đúng đường không ta? Ơ đủ. Đi đúng đường không trời? Nó đủ má nữa rồi. Má. Đồ mới nhây thiệt chứ. Má từ từ rồi ăn cước luôn. Tí thì giết được nó. Trời ơi. Ủa khoan. Chết xong rồi tôi gặp ông nội nào đấy? Ủa ông nội đi quen vậy? Ủa ông nội có phải là kẻ sẽ trở thành chúa tể? Ủa ông này có phải là cái ông mà mình lấy được cái thanh kiếm không ta? Ta e là ngươi vốn quen thuộc với vật chứa. Rồi thằng cái thằng khác nữa. Và da thịt của hắn đã trao lại cho ta. À rồi hiểu vấn đề rồi. Hy vọng rằng ngươi sẽ chiếu cố vì điều đó. Tất nhiên rồi. Nhưng mà ngươi đang chuẩn bị hy sinh một thứ gì đó rất quý báu. Sự sống của một vu nữ đáng thương. Người mà ngươi sẽ ném vào chậu lửa rừng rực đó. Ủa cắt gì? Chỉ có thể. Đó là điều kinh khủng đáng suy nghĩ. Nhưng ngươi sẽ nhìn gì ở một vị chúa tể đăng quang như vậy? Ông đùa thì ra là ông này à. Ông này à thằng kia cũng là ổng luôn á. Nhưng mà thằng kia chết rồi. Sabriri. Ok. Thôi má đánh mấy con kia tốn thời gian vãi. Thôi, tôi dẹp mẹ mấy con kia đi. Đi, let's go. Giờ cứ đi theo lối mòn thôi, đi tới đâu rồi tới. Má nhìn mấy con này tôi sợ ma quá. Đánh nó đánh cũng lại mình đéo đâu, đúng không? Nó đánh mình lại đéo đâu. Mình cơm bát nó chết mẹ luôn. Sao mà lại được? Ok, đây là map băng à. Cái gì vậy? Ôi trời độ má. Đủ thôi, tính ăn hiếp nó tí mà đủ nó có đồng đội anh em bạn gì rồi. Má thiệt chứ đang cầm bá mấy con chó này gây sự mình anh em à.
Ủa nhưng mà sao tôi sao má thiệt thằng con cặc này má tốn máu khiếp luôn á. Thề tiếp, bơm tiếp em ơi, tiếp rồi. Thôi đi chim cút. Tôi cũng phải tốn chất xám dữ lắm mới kiếm được cái đường này ra đó anh em à. Bướm bốc lửa, nói chung là đồ đạc trong này là có thể build này tùm lum tùm la hết mà mình không có build ấy chứ. Quầy đông nha. Từ từ, hơi thấy hơi đông rồi đó. Tụi này hệ phép. Nhìn cái cây không biết sao, không biết phải hệ phép không, nhưng mà nhìn cái cây đã biết hệ phép luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Không ai biết hết, chưa ai biết hết. Tiếp. Chưa ai biết mình hết anh em à. Chưa ai biết hết. Giết. Easy. Chết mẹ, biết rồi. Rồi, các anh tài phun lửa rồi. Đấy, thì ra mày cũng bị thốn bởi bẫy ấy à. Trời ơi, chơi mất dạy quá. Ừ, chạy đã. Rồi xong ăn cứt luôn. Chạy. Má rác quá, đã chơi, kỹ thuật đó giết nó được phân nửa máu là vui rồi. Tắm được nó phân nửa máu là vui rồi. Bạn lại đây, cho bạn lại đây luôn. Má chó này sợ lên. Chạy. Được rồi, bú đi, quất nó đi. Được rồi. Bú máu. Rồi, chỉ quét kiếm. Tiếp. Má, con chó này. Easy. 10 điểm. Mệt quá, tốn công sức quá. Bơm tí coi. Thôi còn mấy con cóc ké kia lười chơi quá. Hề, chứ phải tôi sợ đâu nha. Nhìn mấy giờ lười chơi chết mẹ. Thôi dẹp. Thôi anh thả mấy em đó. Làm đi làm đi. Đá mày này không quan trọng cho lắm. Ô, má đi trên đường này luôn hả? Ảo đá vậy. Trời má, đi lạng quạng ăn hẹo như chơi. Khoan từ nha. Nè mấy khúc này. Ôi có gì đây. Có gì đây. Cho tàn chất lạc. Hình như là một cái skill gì nữa ấy. Tại hết mẹ. Chết mẹ rồi, ăn cứt luôn. Má chơi game này dễ chết thiệt luôn á. Tôi cũng hơi ré mấy khúc này. Đồ mấy này kia có con cung kìa. Quay. Từ, tôi thấy có con cung. Cái lồ má nó bắn kìa trời.
Má thiệt chứ. Súc vật này. Chắc không dính mình đâu à. Đúng rồi, sao mà dính được. Con này thì dễ chơi rồi. Mẹ nó. Nhìn đi món chó này chứ. Chơi luôn. Con này dễ đánh lắm anh em ơi. Đủ mấy con này dễ đánh chết mẹ ra. Mày đây chứ gì. Ủa sao nhảy không được. Ồ phải. Má con này. Con này chậm quá. Không phải mình hết mana ấy. Tại mình hết mana rồi. Đấy bạn ơi, bạn bắn tôi hơi dữ rồi đó. Tôi thấy bạn bắn tôi hơi dữ rồi đó nha. Bạn thích chơi không? Bạn thích chơi không? Từ từ vuốt máu đã. Không em thấy không, được mấy chiếc con này dễ bỏ mẹ ra. Má thiệt chứ. Hẹo liên, hẹo liên. Hẹo liên, hẹo liên, hẹo liên. Quay được tờ nhưng mà ở đây không có tới cái ân điển hết trời. Qua tới đây mà không có ân điển nó hơi ảo chó nha. Thế anh em ở đây không có ân điển nó không được đâu nha. Rồi đi gán kiếm cái ân điển đã. Tại biết sao không, ở đây mà không có ân điển là sao mà chết cái là mất hết đồ ấy. Gì? Cũng phải đánh lại nữa à? Easy. Nói cháy à, không có ân điển. Để bơm máu tí đã anh em à. Tiếp. Mana. Má khùng ghê chơi bấm lộn. Rồi. Rồi má không có ân điển thì hả trời. Ý là chứ không phải cho cân điển nhẹ nhẹ chứ. Giờ không có ân điển sao chơi. Ý là biết sao chơi giờ không. Tại vì bây giờ mình cần hồi lại mấy cái bình mana. Ủa chết mẹ gì đâu đây. Mày tự em ơi. Hơi lú khúc này, hơi lú rồi. Mình hơi lú rồi. Mình lên đây nè. Maybe lên đây. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ lên đây rồi. Chuẩn luôn. Đường này mà không lên là lên đâu nữa. Chuẩn rồi. Ở đây ngon lành liền. Trời ơi. Game này bị cái là nó không có hồi máu gì hết ha. Nói chuyện Melina, ủa? Nói chuyện Melina được luôn này. Hello em gái. Ta muốn nói một điều. Sứ mệnh của ta là thứ được mẹ trao cho. Ta đã hạ quyết tâm vì một thế giới ta chiêm nghiệm. Cho dù có trái với những gì mẹ ta đã suy tính. Dù đó có là ngài. Ok, biết rồi. Chọn thời điểm mà. Ok. Rồi rồi, anh biết em cũng có anh biết em là cũng có mục tiêu sống mà. Trời, anh có nói gì đâu, anh hiền khô à. Wow. Mám này ít có to lắm trời. Má to vãi. Xịn nha, xịn nha.
Đủ thôi, mấy thằng này chán lắm, đánh mấy này chán chết mẹ ra. Ok, đủ má, hiểu rồi, hiểu hiểu vấn đề, hiểu 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 đi đi đi, đi chỗ nào rồi. Má mắm nó bự quá anh em ơi, đủ đi đến nỗi mà không biết đi đâu luôn á. Đồ má, hai con luôn, hai con hai ông thần giữ cửa luôn. Thôi thôi dẹp mẹ đi, mấy cốc ké tôi mệt quá rồi. Mấy cốc ké đi đánh chết bà chết mẹ được. Ok, giờ anh em mình cứ đi thẳng thôi. Thì trước mắt của mình ơi, có ân điển này. Thì mình cứ đi tới tí thì sẽ thấy một cái sông băng, thì mình cứ đi tới thôi. Đúng rồi, xuống lấy ân điển đã. Má đi nãy giờ không có ân điển cũng hơi mệt. Thề. Tiếp. Ủa đây phải sông băng không? Phải không trời? Ý là cái này hả? Ở đây một có một cái Ace of War, cái mà tôi coi trên mạng ấy, nó có hay mấy cái mà kiểu như là lộn lộn đây 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 nó đây nó đây nó đây nó đây nó đây nó đây đó. Ngon lành liền, ngon lành liền, ngon lành liền. Nhưng mà bây giờ phải có phải quay quay lại chỗ kia, quay lại chỗ kia, đúng rồi. Quay lại cái TB này. Xong mình add cái Ace of War vô. Đó. Nghe bảo cái skill này xịn lắm, nghe bảo skill này cực kỳ xịn luôn. Cho thằng chiến trận. Này đi. Đúng luôn, có. Thử trước đi ha. Xuất huyết tiêu chuẩn. Nếu mà xuất huyết thì sẽ giảm rất là nhiều thứ nha. Thôi tiêu chuẩn đi. Nè xem nè xem nè. Đó, đồ mất skill tục chưa? Đó, xong bị máu vô lại, bơm máu vô lại. Á đồ má. Bơm máu vô lại em ơi. Rồi, lúc này sẽ bắt đầu rất là mạnh luôn. Trời ơi. Nè, lúc này đánh sẽ rất là mạnh luôn, đam rất là cao luôn. Đó là cái skill của nó vậy đó. Thì bây giờ này mình cứ đi thôi. Đây là mình cứ đi, cứ đâm thẳng mà đi thôi. Giờ cũng chẳng biết đi đâu này, cứ đi thẳng qua cái sông băng này thôi. Đây đồ mấy con này như là chết hết rồi hay sao, linh hồn hay gì ấy. Ủa trên này đủ mất, tụi nó thiên đường à. Ok let's trời đủ mấy cái quần què gì vậy. Thôi thôi chê 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 nha, chê nha, tôi không có nhu cầu đánh với bạn. Chê 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 chê. Thôi thôi làm ơn, please 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 cho tôi một phút giây bình yên đi mà, please. Ok bình yên chưa, bình yên chưa. À tí thì đấm một phát căng cứt luôn quá. Ở đây có cái lâu đài vậy nè, để mình vô thẳng cái này luôn xem sao. Thì anh em biết cái cây kiếm mà katana mà trong Elden Ring gọi là xịn nhất ấy, gọi là đủ cây meta trong game luôn, gọi là cái gì River of Blood. Ok thì không biết ở tập này mình có lấy được không thì mình không biết, nhưng mà mình thấy trên mạng nó kêu là dễ lắm, lấy dễ ẹ à. Quả chuông của kẻ đào đá rèn vô sắt, đủ mấy tàu lao đéo hiểu mày hết. Ok đền thờ Marika thứ nhất, xuống lấy cái ẩn điển đã. Ok nhưng mà từ từ cái này phò quá à. Ý là tôi không biết là cái tác dụng của cái việc mà đâm bụng là như thế nào, nhưng mà từ từ đi nói chuyện với Meli. Ủa nói chuyện tiếp được nữa này, những lời nói của nữ hoàng Marika, người đã biến mất từ lâu, nếu ngài muốn ta có thể truyền lại cho ngài. Ok quá, dứt nguyên lời của Marika là hãy lắng nghe các chiến binh dũng cảm, hãy lắng nghe ở chúa tể Gofraid,
Công lao các ngươi ta xin ghi nhận. Con đường dẫn lối đã đưa các ngươi vượt qua bao gian khó để các ngươi đứng được ở nơi đây. Hãy cho kẻ khổng lồ nếm lưỡi kiếm và giam cầm ngọn lửa bùng cháy trên cao. Hãy bắt đầu một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên nơi sự sống tuôn trào. Đúng là cũng có vần diễn diễn nhỉ. Hãy dương cao vòng Elden và kỷ nguyên cây hoàng kim. Nó chỉ tiếp được này. Chúng ta sắp tới rồi. Ngọn lửa suy tàn nằm ngay phía trước. Ta mừng vì được du hành cùng ngài. Và ta cũng phải gửi lời cảm kích đến Torrent, tên là con ngựa. Mong ngươi hãy tiếp tục trợ lực cho đến cùng. Ok. Không sao, không sao. Tôi thoải mái. Cảm ơn. Không gì phải ngại đâu nhá. Không gì phải ngại đâu nhá. Phép. Tôi nghĩ sắc bén hợp lý nhất nha. Mình cần chém mà. Dẹp mẹ mấy cây đi. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Bây giờ từ đây đi đâu đây? À, trên mạng nó kêu tôi là đi qua đây đúng không? Sao mà đi qua sợi dây xích đằng kia kìa. À. Ở tập này thì chắc là đủ hết chơi. Tập này đủ hết, có vẻ hơi nhiều rồi. Chắc tập sau, tập này chắc là tôi sẽ lấy cái cây kiếm huyền thoại đây trước đã. Rồi kết thúc tập này ha. Rồi có gì tập sau tôi sẽ bắt đầu quay lại để clear từng đứa. Mẹ nó cầm cái kiếm xịn nhất game thì clear chết mẹ tụi mày. Con mẹ mày. Ra đây. Tao điên rồi, mày ra đây, mày ra đây. Where are you now baby? Ủa, ổng đâu rồi? Ủa và là đó. Quê đù mắt kiếm xỉn vậy. Má của mình ít có trâu, ít của mình cũng ít có máu chó lắm. Bạn ở đây. Bạn đã thấy xuất huyết chưa? Bạn đã thấy xuất huyết của tôi chưa? Nhảy. Má đánh kìa. Xuất huyết. Easy. À. Xin giới thiệu với anh em, tôi chính thức có cái kiếm xịn nhất game. Huyết Hà Danh Đao, hay còn gọi là River of Blood. Từ từ anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Tháo mấy anh cốc ké này ra, tháo mấy anh cốc ké này ra, đúng rồi. Xin phép nhét nhẹ cái này vào nhá. Không à, tháo anh cốc ké ra luôn à, tháo anh cốc ké ra luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho hai cây thanh katana vô luôn, chơi luôn, sợ đéo gì vậy. Đó. Xin giới thiệu anh em. Ủa. À ý là cái kiếm này, ý là cái kiếm này nó có sẵn cái double flash luôn rồi hả. Ờ ok. Đồ à. Được. Không sao anh em, hai con kia đánh có vẻ hơi căng nha, hơi vui nha. Để tôi vào, tôi test với tụi nó luôn. Hồi mà tí máu đã. Hồi tí máu đã. Hey, tự nhiên thấy dạo này mình mạnh mẽ ghê. Đó, má hai con này đánh châu bò nha. Vậy giờ, bây giờ mình có cần phải... À, cây này thì không cần phải quét cái lưỡi này lên nữa rồi. Quét làm mẹ gì nữa. Này cốc ké, tôi mệt quá. Má. Mạnh thì mạnh nhưng mà vẫn phải biết né nha. Hai con này đánh nhau đủ đánh mẹ gì vậy. Thôi, ok, cảm ơn em.
Cảm ơn em đã theo dõi tập game này. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều mà anh em muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, hẹn anh em ở tập sau, tôi quẩy banh nóc với cái kiếm này. Tạm biệt anh em, bye bye.